Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, trường trung học cơ sở xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên đã và đang phát huy truyền thống, vượt qua mọi khó khăn thách thức. Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường qua các thế hệ đã thực hiện tốt lời Bác dạy, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt. Bằng tình yêu nghề cháy bỏng, các thế hệ nhà giáo và học sinh của nhà trường đã nỗ lực từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan môi trường sư phạm, xây dựng văn hóa học đường, không ngừng phấn đấu, tích cực nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng giáo dục, đưa trường từng bước phát triển lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng của giáo dục huyện Tân Uyên. Cách đây 11 năm, ngày 15 tháng 8 năm 2008, theo quyết định số 1445 ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên cũ, nay là huyện Tân Uyên, tiếng trống đầu tiên rộn ràng vang lên, đánh dấu sự ra đời của trường trung học cơ sở xã Trung Đồng. Ngôi trường được thành lập nhằm tạo điều kiện cho con em đồng bào các dân tộc nơi đây được học tập, tu dưỡng và rèn luyện. Trường trung học cơ sở xã Trung Đồng được thành lập và đi vào hoạt động với 25 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, 9 lớp, 269 học sinh. Khi đó, cơ sở vật chất nhà trường phải mượn trường trung học cơ sở thân thuộc từ năm 2008. Do vậy, không chỉ thiếu về nhân lực mà cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học còn nhiều hạn chế, khó khăn. Song các thầy cô giáo của nhà trường vẫn giữ tâm huyết tận tụy, lên lớp truyền thụ kiến thức cho các thế hệ học trò. Đến ngày 1 tháng 9 năm 2018, sáp nhập thêm trường trung học cơ sở Tát Sông, xã Trung Đồng, theo quyết định số 1094 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên. Trường được đầu tư xây dựng với diện tích hơn 10.000 m2, trong đó điểm trung tâm là 6.481,3 m2, điểm trường Tát Sông là 3.687,8 m2. Điểm trường trung tâm đặt tại bản Bút Dưới, xã Trung Đồng. Điểm trường Tát Sông đặt tại bản Tát Sông, xã Trung Đồng. Nhìn về quá khứ mới thấy hết những thành quả mà cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đã bền bỉ phấn đấu, dày công vun đắp để có được như ngày hôm nay. 11 năm đã trôi qua, đến nay cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được đầu tư đồng bộ, khang trang, đáp ứng được yêu cầu của một trường chuẩn quốc gia. Trong quá trình thành lập thì về cơ sở vật chất là chúng tôi còn rất thiếu thốn và toàn bộ là chúng tôi phải mượn cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở xã Thân Thuộc. Và cho đến tháng 10 năm 2010 thì trên xã Trung Đồng tôi đã xây dựng được các phòng học và chúng tôi đã chuyển cơ sở vật chất lên đó. Và cho đến tháng cuối năm 2010 thì là cái chương trình tái định cư chúng tôi di chuyển đón nhận là 8 bản tái định cư. Và cái số lớp của chúng tôi tăng lên là 11 lớp. Trong cái điều kiện cơ sở rất khó khăn, với tinh thần đó thì đội ngũ cán bộ giáo viên chúng tôi là rất là đoàn kết, hoàn toàn đoàn kết nhất trí, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao của Đảng và Nhà nước giao cho. Trải qua quá trình hình thành phát triển, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đặc biệt là sự phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đưa nhà trường phát triển cả về quy mô và chất lượng giáo dục. Đó là niềm tự hào, song cũng là trách nhiệm lớn lao đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường để phấn đấu đưa trường đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới. Trường Trung học cơ sở xã Trung Đồng sau 11 năm thành lập nhận được sự quan tâm của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Đảng ủy chính quyền địa phương. Thì nhà trường cũng luôn nhận được sự quan tâm trong cái quá trình xây dựng và phát triển nhà trường. Thì đối với trường trung học cơ sở Trung Đồng thì về đội ngũ thì tính đến thời điểm hiện tại là có 47 đồng chí cán bộ quản lý giáo viên nhân viên. Thế và so với cái thời điểm thành lập là đã tăng 22 đồng chí. Thế và nhà giáo có được trình độ trên chuẩn đào tạo. Tính đến thời điểm hiện tại là nhà trường đã đạt 68%. Thế về học số lượng học sinh thì so với cái năm học 2000,
2008-2009 thì tăng 10 lớp và trên 403 học sinh. Về hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường thì trong cái quá trình hình thành phát triển nhà trường thì tính đến thời điểm hiện tại thì ngoài cái phòng học mà phục vụ cho các em học sinh học văn hóa thì đến thời điểm hiện tại nhà trường cũng đã được đầu tư về các cái phòng học bộ môn, các cái phòng học để hỗ trợ cho cái hoạt động giảng dạy. Thế và hệ thống cái phòng học hành chính quản trị cũng đã được đầu tư theo cái hướng chuẩn hóa để đáp ứng các cái yêu cầu, các cái hoạt động giáo dục của nhà trường. Năm 2019 thì đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục Đào tạo đã về kiểm tra, nhà trường cũng đã đảm bảo các cái điều kiện là trường công nhận là trường đạt chuẩn mức chất lượng giáo dục cấp độ 2 và chuẩn quốc gia mức độ 1. Thì để tiếp tục phát huy và duy trì nâng cao các cái tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia trong cái năm học 19-20 thế và các năm học tiếp theo thì nhà trường sẽ tiếp tục sẽ triển khai đồng bộ các cái giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Thế và cũng đảm bảo cho cái việc là xây dựng các cái nội dung nhiệm vụ để hướng tới cái việc mà thay đổi chương trình sách giáo khoa mới, chương trình giáo dục phổ thông mới. Và về hệ thống cơ sở vật chất thì sẽ tiếp tục tham mưu với các cấp có thẩm quyền. Thế và đồng thời với cái việc mà tăng cường công tác xã hội giáo dục để phát triển hơn nữa cái hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường, tiến tới là tạo điều kiện hơn nữa tốt nhất về cái cơ sở vật chất phục vụ cho cái việc giảng dạy. Đất nước đang trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Sự phát triển vượt bậc toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội đòi hỏi ngành giáo dục cũng phải thay đổi. Do vậy, trong những năm học vừa qua, Trường Trung học Cơ sở xã Trung Đồng đã tích cực thực hiện đổi mới công tác giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực của người học, đặc biệt là tiếp tục nâng cao đội ngũ giáo viên. Đây chính là nền tảng quyết định đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Hiện nay, Trường Trung học Cơ sở xã Trung Đồng có 47 cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên đạt 100% trình độ chuyên môn chuẩn, trong đó trên chuẩn là 67,6%. Trong năm học vừa qua, tỷ lệ giáo viên xếp loại xuất sắc là 6 trên 32, đạt 18,7%, khá 25 trên 32, đạt 78,2%. Đội ngũ thầy cô giáo không ngừng học, tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Về công tác phát triển đội ngũ của nhà trường, thì nhà trường cũng đã có cái kế hoạch trung hạn và kế hoạch hàng năm để cử cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia các cái lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu giáo dục trong cái tình hình mới. Thế và song hành với việc đó là chúng tôi cũng cử cán bộ quản lý giáo viên tham gia các cái lớp nâng cao cái trình độ lý luận chính trị. Thế đặc biệt đến thời điểm hiện tại thì về các cái tỷ lệ nhà giáo và có trình độ trung cấp lý luận chính trị và tỷ lệ nhà giáo mà có cái trình độ chuyên môn trên chuẩn thì nhà trường cũng đã đạt cái tỷ lệ khá cao và hoàn thành các cái chỉ tiêu trong cái giai đoạn 2015-2020. Từ khi thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ quản lý giáo viên của trường luôn phát huy tốt phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, kiên trì vượt qua mọi khó khăn, tâm huyết với nghề và trách nhiệm với học sinh. Từng bước xây đắp nên bề dày thành tích của nhà trường, nhiều thầy cô đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Cán bộ giáo viên nhà trường luôn là tấm gương sáng, hết lòng, hết sức vì học sinh thân yêu. Tôi đã gắn bó với mái trường trung học cơ sở xã Trung Đồng được 10 năm, tính từ khi nhà trường được chia tách và thành lập. Với tôi và cũng như trong suy nghĩ của mọi người thì nghề giáo viên luôn là một nghề cao quý. Giống như lúc sinh thời, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói, nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Chúng tôi luôn tự hào vì mình được ví là những kỹ sư tâm hồn, những người thiết kế tương lai. Như vậy, để được trở thành một giáo viên với trách nhiệm cao cả mà xã hội giao cho, chúng tôi đều ý thức được là mình phải lao động có trách nhiệm, luôn tu dưỡng về đạo đức, luôn cố gắng học tập và rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là
nỗ lực vượt qua những khó khăn, các thử thách trong công tác bằng tất cả trí tuệ, sức lực và đặc biệt là với lòng yêu nghề mến trẻ. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, những năm vừa qua, Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung củng cố các tổ chuyên môn. Theo đó, nhà trường có 3 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng. Các tổ chuyên môn văn phòng đều đổi mới, kiểm tra đánh giá bài giảng và cùng rút kinh nghiệm tìm ra phương pháp truyền thụ hiệu quả, giúp học sinh hứng thú với các môn học, cùng tăng cường trao đổi giáo án. Nhà trường cũng luôn quan tâm đến đầu tư cơ sở vật chất, tạo cảnh quan môi trường sư phạm xanh sạch đẹp. Những năm gần đây, trường trung học cơ sở xã Trung Đồng đã tranh thủ tốt mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước cũng như công tác xã hội hóa để nâng cấp các phòng học, chỉnh trang khuôn viên và mua sắm trang thiết bị dạy và học, phục vụ cho giáo viên và học sinh của nhà trường. Đến nay, trường có 2 cơ sở với 19 phòng học, 674 học sinh, điểm trung tâm có 8 phòng học và điểm trường Tất Xôm có 11 phòng học. Bên cạnh đó, các phòng chức năng như thư viện, tên học, phòng thực hành cũng được quan tâm, là tiền đề giúp cho chất lượng giảng dạy ngày một nâng lên, đặc biệt là thực hiện tốt phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đã 4 năm em gắn bó với mái trường trung học cơ sở Trung Đồng này. Đối với em, đây như là ngôi nhà thứ hai của em vậy. Các thầy cô, ngoài việc giảng dạy tri thức trên lớp, thì còn là những người cha, người mẹ, tâm sự và chia sẻ với bọn em. Các thầy cô tận tình giảng dạy, cống hiến hết mình để cho các bạn học sinh hiểu bài. Và các bạn học sinh luôn hòa đồng, vui vẻ với nhau. Chúng em giúp đỡ lẫn nhau trong học và chơi. Ở đây em được phát triển về nhiều thứ, về tiềm năng và cả học tập. Mấy năm qua thì tôi cũng được tiếp xúc với các thầy cô. Vâng, thì các thầy cô cũng là hòa nhã và giúp đỡ và thân thiện với nhân dân. Trong buổi học ấy thì các thầy cô cũng là học ở buổi trên lớp, còn có các ở ngoại khóa như là có thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, và các cháu còn được đi tham quan những cái mô hình kinh doanh ở trường ấy, thì cũng có nhiều học sinh trung học chiến kháng qua các năm, nên nhà trường là cũng là được đạt chuẩn quốc gia năm 2019. Về nhà trường thì tôi nhất là yên tâm, và con em tôi là cũng sẽ là học hỏi được nhiều kiến thức ở nhà trường này. Nhờ những giải pháp cụ thể, chất lượng giáo dục đại trà của nhà trường đã có sự chuyển biến tích cực qua các năm. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá từ trung bình trở lên đạt 99,6%, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt đạt 94%. Tính từ năm học 2014-2015 đến năm học 2018-2019, nhà trường đã có 83 học sinh giỏi cấp huyện, 5 học sinh giỏi cấp tỉnh. Học sinh tham gia các hoạt động phong trào đều đạt kết quả tốt, như đạt giải nhì thi tiếng hát tuổi hồng cấp huyện. Trường đứng thứ 2 toàn tỉnh về tham gia cuộc thi Đại sứ Văn học đọc. Trường Trung học cơ sở xã Trung Đồng được chia tách từ trường Trung học cơ sở xã Thân Thuộc từ năm 2008, trải qua quá trình hình thành và phát triển với nhiều những cái chặng đường như là chia tách và thành lập trường Trung học cơ sở xã Tất, trường Trung học cơ sở Tất Xôm, và sát nhập lại với trường Trung học cơ sở Tất Xôm để hiện nay là một nhà trường Trung học cơ sở Trung Đồng. Thì trong cái quá trình hình thành và phát triển nhà trường cũng như quá trình phát triển thì nhà trường cũng đã đạt được những cái thành tựu hết sức nổi bật trong các lĩnh vực. Thứ nhất là về cơ sở vật chất, từ một cái quy mô đơn vị trường có nhiều lớp học tạm thì tới hiện nay 100% cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Thứ hai nữa, nhà trường cũng đã phát triển tốt đội ngũ giáo viên, trong đó có nhiều giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, và đặc biệt là chất lượng giáo dục có những chuyển biến vô cùng tích cực. Hiện nay tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng hàng năm, và nhà trường có nhiều em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi cấp trường, cấp tỉnh, cấp huyện. Cái quá trình phát triển của nhà trường được các cấp chính quyền ghi nhận, và năm 2019 thì trường được Sở Giáo dục Đào tạo về kiểm định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Những thành tích đáng khích lệ đó là kết quả của một tập thể gắn kết, thống nhất cao trong cán bộ đảng viên, mà hạt nhân chính là ban chỉ ủy của nhà trường đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Cùng với đó, ban chấp hành công đoàn và đoàn thanh niên nhà trường cũng thực hiện tốt vai trò trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao.
chi bộ vẫn đang thực hiện rất tốt về công tác sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Và trong cái thực hiện sinh hoạt thường kỳ thì nhà trường tổ chức là một tháng trên một lần trên một tháng, và trong cái nội dung sinh hoạt nhà trường vẫn bám sát vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Việc thực hiện diễn ra nghiêm túc, đảm bảo các đồng chí đảng viên thực hiện nghiêm túc việc phê bình, tự phê bình cũng như đóng góp ý kiến vào trong cái việc thực hiện sinh hoạt đảng. Về công tác thực hiện thường kỳ chuyên đề thì nhà trường chi bộ cũng thực hiện đảm bảo theo quy định là một lần trên một quý, là một năm sẽ thực hiện là bốn lần sinh hoạt chuyên đề. Và trong cái thực hiện chuyên đề thì nhà trường cũng quan tâm đến cái việc là đảng viên nhận thức về các vấn đề liên quan đến đảng, những vấn đề thực hiện trong những chỉ tiêu nhiệm vụ của năm học vừa qua. Các tổ chức đoàn thể là đóng góp rất nhiều thành tích trong cái việc phát triển công tác đảng cũng như là thực hiện các cái chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm học. Với chặng đường 11 năm xây dựng và trưởng thành, trường Trung học cơ sở xã Trung Đồng nhiều năm liền được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen, chi bộ đảng trong sạch vững mạnh. Các tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Tự hào với truyền thống vẻ vang đó, thầy và trò nhà trường luôn quyết tâm không ngừng nghỉ, phấn đấu hơn nữa để giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, xứng đáng với niềm tin tưởng, sự mong đợi của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các thế hệ nhà giáo và học sinh của xã Trung Đồng đã dày công vun đắp. Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, nhà trường cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên đoàn kết, thống nhất, vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn. Lấy việc tự học, tự bồi dưỡng là giải pháp để nâng cao trình độ phấn đấu, là tấm gương cho học sinh noi theo, bồi đắp và làm rạng rỡ thêm những thành tích quý báu trong lịch sử phát triển của nhà trường.